Bây giờ thì xin mời năm hoa hậu đứng xung quanh những chiếc ghế này của tôi. Khi âm nhạc bật lên thì chúng ta phải đi vòng tròn quay quanh chiếc ghế, vừa đi vừa nhảy. Đấy. Khi nào nghe thấy tắt nhạc thì chúng ta nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế này. Âm nhạc. Chưa, nhạc vẫn còn vội vàng quá. Sao lại đẩy người ta thế này? Chị áo đen đứng lên, mời ra ngoài. Âm nhạc. Thôi cảm ơn em, mời em về chỗ. Bắt đầu. Để người ta ngồi đùi một tí có sao đâu. Gạt người ta bay xuống đất thì. Rồi cảm ơn hai bạn. Và sau đây sẽ là hai phần quà của nhãn hàng Cholet Make Food. Tặng em nhé. Một nữa xin cảm ơn hai vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.